Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 6 bài số 6 này. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài số 6, thực hành cắt may bao tay trẻ sơ sinh nhé. Như vậy, để thực hành bài này, mình sẽ chuẩn bị một số dụng cụ sau đây. Mình cần một mảnh vải lỏng mềm hoặc là vải dệt kim màu sáng hình chữ nhật, có kích thước là 20cm nhân cho 26cm, có nghĩa là chiều ngang hoặc là chiều rộng 20, kích thước đây hình chữ nhật mà một chiều là 20cm, chiều kia là 26cm, hoặc là mình có hai cái manh vải là 11cm và 13cm cũng được nhé. Dây chung nhỏ, dây chung hay người ta còn gọi là dây khung cũng được, dây khung để luồn quần áo. Mình cần kim này, chỉ này, kéo này, thước này, mình cần cái mảnh bìa mỏng, hoặc là mình xài một cái giấy cứng của hộp nào đó cũng được ha. Một mảnh bìa mỏng hoặc là giấy tập của mình, bìa tập của mình ha, nó cũng được nha. Giấy bìa tập cũng được, một mảnh bìa mỏng có kích thước là 10cm nhân cho 13cm nha. Giờ tiếp theo là quy trình thực hiện. Mình sẽ vẽ và cắt mẫu giấy. Đơn vị đo ở đây mình sẽ tính theo cm nha. Vẽ theo hình 1.17A. Rồi mình sẽ vẽ theo cái hình này nha. Giờ như vậy là quy trình thực hiện, thì mình sẽ bước thứ nhất mình sẽ đi vẽ và cắt cái mẫu giấy của mình. Đơn vị tính đây là mình tính theo cm nha. Mình sẽ vẽ theo cái hình 1.17A. Như vậy mình thấy là cái bìa này mình sẽ đo, mình vẽ hình chữ nhật này, đúng không? Vẽ hình chữ nhật, đây là bề ngang là 9, bề đây là 12 đúng không? 9, 12. Cái dòng ngoài là 9, 12, mình cắt hình chữ nhật 9, 12 trước. Rồi sau đó mình về dùng compa, mình đo từ đây xuống đây là khoảng 4.5cm. Giờ mình sẽ vẽ một nửa vòng tròn, nửa vòng tròn từ đây tới đây với đường kính, với bán kính sẽ là 4.5cm. Như vậy có nghĩa là từ đây tới đây là 4.5cm. Giờ mình dùng compa vẽ một nửa đường tròn có đường, có bán kính là 4.5cm. Giờ mình sẽ được cái hình giống như cái hình màu vàng, có nghĩa là từ đây tới đây là 9, từ đây tới đây là 12, và cái vòng tròn này, nửa vòng tròn này sẽ có được bán kính là 4.5cm. Như vậy mình sẽ được cái hình như thế này. Phần cong đầu của cánh tay dùng compa vẽ nửa đường tròn có bán kính là R bằng 4.5cm. Mình sẽ cắt theo nét vẽ, cắt theo cái nét vẽ xung quanh như thế này. Cắt theo nét vẽ tạo được mẫu giấy bao tay trẻ mẫu sơ sinh nhé, trẻ sơ sinh. Giờ bây giờ mình sẽ cắt mẫu giấy gấp đôi và mình cắt mẫu giấy xong rồi mình sẽ cắt vải theo mẫu giấy nhé. Gấp đôi vải nếu là mảnh vải liền, hoặc là ốp mặt hai mặt phải của hai mảnh dè vào nhau. Tiếp đến là mình sẽ đặt mẫu giấy lên vải và ghim cố định. Sau đó dùng bút chì hoặc là phấn vẽ cũng được. Dùng bút chì hoặc là phấn vẽ mà dành cho những người mai đồ, phấn vẽ trên vải nha. Dùng bút chì vẽ lên vải theo dìa của mẫu giấy. Cắt đúng nét vẽ được hai mảnh vải để mai thành một cái bao tay. Đúng không? Thì mình sẽ cắt theo cái mẫu này. Mình sẽ vẽ dùng huyết chì hoặc là phấn của người thợ mai vẽ xung quanh trên cái vải của mình, đúng không? Giờ mình sẽ cắt đúng nét vẽ được hai mảnh vải nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ giao qua giai đoạn là khâu bao tay. Mình vẽ, mình cắt xong mình giao, mình khâu. Mà mình nhớ là đường khâu này cách cái mép là 0.5cm nha. Như vậy là bước thứ A thì mình sẽ khâu ở vòng ngoài bao tay trước. Mình sẽ vẽ đường mai. Vẽ đường mai xung quanh cách mép vải 0.5cm. Rồi đây là một cái vải của mình. Mình sẽ vẽ một cái đường mai cách cái mép vải là 0.5cm. Vẽ như thế này nha. Ốp hai mặt phải, ốp mặt phải của hai miếng vải vào trong, sắp bằng mép, khâu theo nét vẽ và bằng mũi khâu thường hoặc là khâu một khâu độ cũng được, nhưng thường các em xài khâu thường là được, đúng không?
Như vậy là bước tiếp ở đây mình sẽ vẽ cái đường mai. Giờ mình sẽ khâu theo cái đường mai và khâu bằng cái mũi khâu thường là được nha. À, tiếp theo là khâu viền gấp mép vòng cổ tay và luồng dây khung. Như vậy mình mai theo cái này, sau đó mình ra gấp mép nha. Khâu viền gấp mép vòng cổ tay và luồng dây chung dây khung. Gấp mép vải xuống 0,5 cm, chứ không mình gấp 0,5 cm trước. Giờ mình gấp tiếp là 1 cm. Giờ mình khâu lược. Sau khi khâu lược xong, mình sẽ khâu viền bằng mũi khâu thường hoặc là khâu quắt cũng được. Giờ cuối cùng mình sẽ luồn dây khung là được, đúng không? Giờ như vậy mình thực hành xong. Như vậy để tiêu chí để đánh giá phần thực hành mình được bao nhiêu điểm thì người ta sẽ giáo viên sẽ dựa vào các tiêu chí sau. Làm việc theo đúng quy trình thì sẽ được 0,5 điểm. Sản phẩm đúng kích thước thì 3 điểm. Sản phẩm trang trí đẹp thì 3 điểm. Các mũi khâu đều đúng để quy định thì được 3 điểm. Làm việc nghiêm túc đúng thời gian và biết giữ gìn vệ sinh sẽ được 0,5 điểm nha. Giờ như vậy mình xong các phần thực hành thì mình sẽ phần trắc nghiệm. Cái phần trắc nghiệm này để cho các em nắm vững thêm cái bài này thêm hơn nha. Giờ câu số 1. Hình dạng đầu ngón tay của bao tay trẻ em của trẻ sơ sinh sẽ có hình gì? Ở đây người ta cho mình 4 đáp án. Hình tròn, hình chữ nhật, nửa hình tròn và cuối cùng là hình tam giác. Như vậy đầu ngón tay của bao tay trẻ sơ sinh hay là người lớn đều là nửa hình tròn hết, đúng này. Vì ở đây mình sẽ chọn đáp án C, nửa hình tròn, nửa đường tròn nha. Cuối cùng câu số 2. Kích thước chiều dài bao tay của trẻ em là bao nhiêu? Giờ như vậy câu số 2 này người ta hỏi là kích thước chiều dài bao tay trẻ em. Như vậy mình nhớ là mình lúc mình vẽ thì là mình vẽ 12 cm. Vẽ chiều dài là 12 cm, nhưng mà khi sau khi mai xong thì chỉ còn khoảng 11 cm, đúng không? Như vậy câu này mình sẽ chọn đáp án D nhé. Giờ tiếp theo là câu 3. Bán kính nửa đường tròn phù hợp với bao tay trẻ sơ sinh. Giờ như vậy mình nhớ là lúc mình vẽ lại là nửa cái đường tròn mình chọn bán kính là 4,5 cm, đúng không? Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án C nhé. Giờ tiếp theo là câu 4. Cách khâu trang trí bao tay trẻ sơ sinh. Như vậy người ta cho mình 4 đáp án. Đáp án A, khâu xong mình mới khâu trang trí. Đáp án B là khâu xong rồi mở khâu. Đáp án C là vừa khâu vừa khâu. Và đáp án D là khâu đến đâu khâu đến đó. Như vậy mình nhớ là để khâu trang trí mình nên khâu xong rồi hãy khâu thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Vì khi mình khâu xong thì rất khó mà khâu được, đúng không? Nên mình chung tốt nhất là mình sẽ khâu xong rồi hãy khâu nha. Tiếp theo là câu số 5. Cách khâu bao tay trẻ sơ sinh. Người ta cũng cho mình 4 đáp án. Khâu mặt phải cũng vậy. Đáp án B là khâu mặt trái cũng vậy. Đáp án C là khâu từ mảnh vải 1. Đáp án D là úp hai mặt phải cùng nhau. Như vậy mình nhớ lúc nãy mình thực hành là mình sẽ úp hai mặt phải cùng nhau. Giờ mình mới khâu đúng này. Như vậy mình sẽ chọn đáp án D nha. Giờ cuối cùng là câu số 6. Chưa đường khâu phù hợp cho khâu vòng ngoài bao tay trẻ sơ sinh. Như vậy là lúc trước nãy mình nhớ là chiều đường khâu là bao nhiêu. Mình chiều đường khâu là 0,5 cm, đúng không nè. Như vậy câu số 6 này mình sẽ chọn đáp án D nhé. Chiều đường khâu sẽ là 0,5 cm nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Như vậy là thầy cũng hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 6 bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy liền bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy liền nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.